Hai, chào tất cả mọi người đến với kênh Trong Chim Bình Dương của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mình hướng dẫn anh em là cách thuần những chú chim họa mi như thế nào cho nhanh nhất ha mọi người. Thì và cách bố trí cầu lồng như thế nào ha. Thì bình thường những chú họa mi á, thì mọi người cũng biết rồi, nó là một loài chim rất là khó thuần ha. Thì như cái clip trước thì mình đã hướng dẫn anh em là cách thuần một chú chim trà hang rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đây là con họa mi của mình. Thì mọi người thấy mình bố trí cầu như thế này, cầu thì của mình thì sẽ bố trí rất là thấp để cho mi nó có hoạt động ở trên cao á. Còn đối với những con nào mà anh em đã thấy có hiện tượng ngoáy ngước rồi thì anh em nên nâng cầu cao lên xíu, tầm khoảng cỡ này thì để cho nó không có hiện tượng là ngoáy ngước. Và với lại á, khi mà một con bổi mới về thì anh em nên làm như cái mình vậy ha. Đây mọi người thấy không, lồng của mình luôn luôn là hở lên. Và mọi người thấy cái chân cầu nằm đây không, đây cái cầu của mình đâu rồi. Lồng của mình hở như thế này á là để cho con chim nó không có sinh tật lỗi là ngoáy ngước nha mọi người. Thì thuần như thế này là nó chỉ nhìn xuống nó thấy được mình, và bên trên này và ở phía bên trên này nó trống, nó không có khoảng không á, và nó không có nhìn thấy ai trên đó hết, nó chỉ có ngước xuống đây nó mới thấy mình thôi. Đây con này mọi người thấy không, thì nó hiện tại bây giờ nó cũng đã khá là thuần rồi đó mọi người. Đây nó không còn tông sói mỏ nữa. Thì như cách trùm mình sẽ hướng dẫn anh em trùm như thế nào ha. Do cái chân quay mình đỡ bên kia rồi mình không có lấy được, cho nên là mình sẽ cầm hơi bất lực xíu. Bây giờ mình sẽ kéo cái áo xuống và mình sẽ nâng áo lên như thế nào để mình xem ha. Đây là mọi người thấy không, thì mình sẽ nâng. Bình thường tất cả những chú chim mình đó, thì mình đều sẽ nâng bằng ngang chân cầu. Ngang chân cầu này nhằm mục đích đó là chim ở trên phần trên này mọi người thấy không, nó cái áo lồng mình hở cho nên mình sẽ cọp lại kín luôn và mình không cho có ánh sáng vào trong đó. Và con chim nó chỉ có nó nếu mà muốn nhìn đó thì nó phải ngước cái đầu nó xuống dưới đây, mà khi mà cái đầu nó đứng trên cầu thì nó sẽ cao khoảng tầm này, thì nó muốn thấy ánh sáng nó sẽ ngước như này. Còn phía trên này là nó phía trên này nó đã đen kín bít không có gì để nó thấy hết rồi, cho nên là nó sẽ không có hiện tượng là sâu nóc hoặc là ngoáy ngước gì trên này ha. Giờ riêng dòng mi khú hang cũng như vậy. Hang thì mình cũng đã nói rồi, anh em mà làm như thế nào để cho những chú chim mình á thuần nhanh và không có tật lỗi nhiều á thì mình nên làm như vậy. À, đối với chú họa mi mà nhiều anh em nói là thuần nó bằng cách xích chân và bỏ đói, thì thật sự mà nói bỏ đói nó thì để có cho cảm giác tới giờ đó mình cho nó ăn, thì mình không làm vậy được mọi người. Thì mình cũng đã từng thử rồi, xong những con chim nó cũng y chang như vậy à, khi mà nó ăn no rồi xong nó cũng vẫn hoảng và nhát như vậy. Thì riêng dòng hoa mi thì mọi người cũng biết rồi, nó bản tính của nó là khó thuần, cho nên mà mình chỉ có bằng cách như vậy là mình thuần. Cách như thế này là thuần để tránh con chim tật lỗi thôi. Còn đối với những con nào mà nó đã khó thuần rồi thì anh em nên xích chân hay làm gì đó thì tùy ý anh em, nhưng mà xích chân như vậy rất là tội. Còn nếu anh em nào muốn không phải xích chân mãi thì anh em có thể là tham khảo trên cái kênh của mình nè. Thì mình cũng có hướng dẫn là xích bằng cọt cái bụng đó mọi người. Cọp như vậy thì con chim của mình nó sẽ đỡ đau chân hơn. Mình sẽ cọp quanh eo nó với lại dòng vòng chân nó lên. Thì mình thấy cọp như vậy thì nó cũng y chang như thuần ở trong lòng mình thôi chứ không khác hết. Còn có những anh em là thuần bằng cách là bỏ đói nó ăn hoặc bỏ đói bỏ khác và chỉ cho ăn và theo giờ giấc. Thật sự mà nói nếu những anh em mà bận rộn thì không bao giờ mà thuần được như vậy được. Thì đối với những cái lồng như thế này á, là mình sẽ để những nơi là mình hay đi qua lại nè, mình treo lên cao nè hoặc mình để dưới thấp nè là đều vẫn ok hết, không có cần phải sợ gì hết. Với lại mình làm như thế này á, là lỡ có gió đập lùa qua nó cũng không có bị sao hết mọi người. Thì tại vì nó không có lùa lên tới con chim mình chỉ đứng, nó chỉ nằm ở dưới chân thôi mọi người thấy không. Đây cầu mình đây thì nó sẽ nằm ngang chân và gió lùa bên này thì nó sẽ không qua bên kia và nó không có bị cản trở hay là dội ngược lên trên này, cho nên là nó cũng đỡ một phần nào đó là chim bị trúng gió. Cho nên đa số chim nhà mình á, mình hay trùm nè mọi người thấy không. Đây trên này mưa đều trùm hết như vậy.
Thôi chắc mình xin kết thúc tại đây nha. Nếu mà mọi người thấy hay thì cho mình một like và đăng ký nha. Và anh em cứ comment những cái mà clip mà anh em yêu cầu bên dưới cho mình á. Thì cũng có một người yêu cầu mình là hướng dẫn về nuôi khú. Thì thật sự mà nói nuôi khú nó cũng y chang nuôi mi, nhưng mà khú nó dễ dễ thuần và nhanh thuần hơn Phạm Mi nha. Thì nếu mình thì chắc mình cũng sẽ tiếp tục, mình sẽ làm một cái clip sau là mình sẽ làm hướng dẫn về thú cho anh em ha. Thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nha.